Chào mừng các bạn đã đến với kênh kiến thức tử vi về tướng số của chúng tôi để cùng chiêm nghiệm và giải mã tướng số của mình cũng như của người khác. Nếu các bạn thấy hay, hãy like hoặc chia sẻ cùng bạn bè hoặc đăng ký kênh để có thể nhận được những video mới nhất và nóng nhất của kênh chúng tôi. Và hôm nay, kiến thức tử vi sẽ đem đến cho các bạn một video mới nhất và nóng nhất với nội dung tử vi xem vận mệnh và đường tài lộc qua nhân tướng học. Và sau đây, xin mời các bạn hãy chú ý theo dõi và lắng nghe. Chúc các bạn xem video vui vẻ và những giây phút thư giãn nhất. Về những người mà sinh vào những tháng âm lịch này thì đi đến đâu cũng được yêu thương, về đường tình duyên thì suôn sẻ, hạnh phúc đầy đủ, không ai sánh bằng. Chắc hẳn những người này sẽ bị những người khác ghen tị lắm, bởi số phận đã định sẵn trên con đường tình cảm trong tất cả các mối quan hệ của họ đều khá thuận lợi, dù đi đâu cũng nhận được sự thương mến của mọi người. Người ta thì thường nói tính cách là làm lên số phận, tính tình khác nhau ắt sẽ có ngã rẽ riêng cho cuộc sống của mình. Vậy nhưng theo tử vi học cũng cho rằng ngày tháng năm sinh nó cũng có mối quan hệ mật thiết với tính cách của con người, và từ đó phần nào dự đoán trước được cuộc đời phía trước của họ. Về những người mà chào đời vào các tháng âm lịch này thì được trời ban cho một khả năng quảng giao, đi đến đâu cũng giành được tình cảm của mọi người xung quanh và đời sống tình cảm phong phú và đầy rẫy những điều tốt đẹp. Và thứ nhất đó là người sinh vào tháng 3 âm lịch. Chào đời vào tháng 3 âm lịch là người có cá tính mạnh mẽ, khá cứng đầu và bướng bỉnh. Nét tính cách này lại giúp đỡ cho họ rất nhiều trong công việc và luôn dành toàn bộ sự tập trung và tâm huyết vào mục tiêu trước mắt. Về tinh thần lạc quan thì giúp họ có cái nhìn tươi mới về cuộc sống và không bao giờ gục ngã hay đầu hàng trước những khó khăn, lúc nào cũng tươi cười nhìn mọi chuyện qua lăng kính. Và đơn giản, họ không chỉ giúp bản thân thoải mái mà còn lan tỏa năng lượng tích cực đến mọi người xung quanh. Vậy nhưng đi đến bất cứ nơi đâu thì những người này cũng không sợ thiếu bạn chơi. Yêu từ cái nhìn đầu tiên nghe có vẻ khó tin nhưng lại xảy ra khá thường xuyên với những người mà sinh vào tháng 3 âm lịch này. Họ quan niệm về tình cảm quan trọng nhưng không nên hấp tấp, mà thay vào đó phải nhẫn nại chờ đợi đúng thời điểm thì tìm đúng được người mới chấp nhận và dừng lại, neo lại bến bờ, và đó là bến đỗ hạnh phúc của riêng họ. Thứ hai là những người sinh vào tháng 5 âm lịch. Người mà sinh vào tháng 5 âm lịch thì là người có tính cách trầm ổn, hiền lành và tốt bụng với mọi người xung quanh. Thì từ khi những người này cất tiếng khóc chào đời, và những người này đã được thiên phú nhiều phúc khí, về đường đời dường như chỉ trải đầy hoa hồng. Chuyện dữ đến đâu cũng có thể hóa lành khi đến gần với họ. Sống giữa tình yêu thương nhưng sự độc lập thì thôi thúc họ không được dựa dẫm vào, lúc nào cũng muốn đứng trên chính đôi chân của mình. Và sự tin tưởng và quyết đoán trở thành nét đặc trưng và thu hút người khác giới. Và con đường tình duyên của người chào đời vào tháng 5 âm lịch cũng khá suôn sẻ, không quá khó khăn để họ có thể tìm được người chồng mẫu mực phù hợp với mình giữa biển người mênh mông. Và hôn nhân của họ cũng dự đoán vô cùng hạnh phúc khi hai vợ chồng cùng nỗ lực và trợ lực nhau để tiến lên những nấc thang cao hơn trong cuộc sống. Thứ ba đó là những người mà sinh vào tháng 8 âm lịch. Vào những người mà sinh vào tháng 8 âm lịch được xem là một trong những thời điểm đẹp nhất trong năm. Vậy nên người sinh vào khoảng thời gian này phải biết rằng bản thân họ phải may mắn lắm, họ mới được trời phú cho sự tinh tế, nhạy cảm, đúng lúc
là cách đối nhân xử thế tài tình được lòng hầu hết mọi người xung quanh, và trong tình yêu họ đòi hỏi sự công bằng và không bao giờ muốn bản thân phải nổi trội hơn người bên cạnh, và chấp nhận trở thành hậu phương hỗ trợ cho đối phương tỏa sáng. Nhờ sống an phận và hiền lành thì họ đã tích lũy được nhiều phúc đức cho bản thân riêng mình. Tự là một cuộc sống bằng phẳng để giảm bớt chông gai trên con đường đời của chính mình. Số phận đã định sẵn những người này phải trải qua một lần yêu đương tan vỡ trước khi tìm được tình yêu đích thực của chính mình. Về phần 2 là ba con giáp nữ này đừng sợ ế. Nếu kết hôn ngoài 30 tuổi mới là thời khắc mà bạn đổi đời giàu sang phú quý, thăng quan tiến chức. Thứ nhất, đó là người tuổi Dần. Tuổi Dần là một người có tài, dù là phụ nữ, nhưng về bản lĩnh và sự thông minh của người tuổi Dần không kém gì người đàn ông. Bạn luôn đặt ra những mục tiêu rõ ràng trong cuộc sống của mình là phải kiếm thật nhiều tiền, tự lập, tự chủ về kinh tế. Đó là những lý do mà người tuổi Dần chẳng bao giờ muốn phụ thuộc vào người khác, nhất là đàn ông, và đó là lý do Dần không hợp và không lập gia đình sớm. Khi bước qua tuổi 30, có thể bạn bè gia đình sẽ nghĩ bạn sắp ế, nhưng hãy cứ bình tĩnh Dần nhé. Khi nào tìm thấy một nửa thực sự khiến bạn rung động, muốn gắn bó, thì lúc đó hãy kết hôn. Vì sau khi kết hôn thì cuộc đời bạn sẽ sang một trang mới, hoành tráng hơn rất nhiều, nên phải chọn một người thực sự tin tưởng để gửi gắm cả cuộc đời mình vào đó. Hai, đó là người tuổi Tý. Tý là một người chăm chỉ, không phải tuýp người, có thể gánh trách nhiệm gia đình từ khi còn trẻ. Tý bươn trải cuộc sống khá nhiều, cũng khá hiểu đời, nên thường có cái nhìn rất khắt khe với cuộc sống, với đối phương, nhất là người bạn mà chọn làm chồng của người tuổi Tý. Có xu hướng lấy hai đời chồng. Nếu kết hôn quá sớm thì bạn chưa sẵn sàng đối diện với hôn nhân. Tốt hơn hết nên để đến tuổi 30 hoặc sau đó hãy lấy chồng. Đó là thời điểm mà bạn đủ chín mùi, đủ độ chững chạc, đủ bản lĩnh làm vợ, làm mẹ, thì tuổi này kết hôn, sự nghiệp của người tuổi Tý sẽ thăng tiến ầm ầm, tiền vào túi rất nhiều, nên không cần phải lo ế đâu. Ba, đó là người tuổi Ngọ. Ngọ là một người có bản lĩnh kiên cường, dám làm dám chịu. Tuổi Ngọ có chút áp lực về tiền bạc hơn người khác, nên khi còn trẻ họ chẳng mấy quan tâm tới chuyện lập gia đình, chỉ mải mê kiếm tiền. Và điều đó cũng hoàn toàn hợp lý, vì nếu lấy chồng sớm thì Ngọ cũng không thể nào chuyên tâm được ở tuổi 30. Và bạn đã có một nền tảng về công việc vững chắc, lúc này thì hãy tính đến chuyện kết hôn cũng không muộn. Đừng quá khép mình, cũng không nên lấy chồng sớm. Sau khi kết hôn, bạn sẽ có được một cuộc sống đúng với ý nghĩa gia đình, vợ chồng hòa thuận yêu thương, tài lộc, tiền bạc đổ về nhà ào ào. Có lẽ chồng chính là quý nhân của đời bạn đó. Phần 3 là cuối tuần này ba con giáp kiếm tiền không ai bị kịp, ăn tiêu xả láng, chả lo cháy túi. Thứ nhất là người tuổi Dần. Chờ mong cả tuần nhưng phải chờ đến cuối tuần này thì tài vận mới thực sự khởi sắc. Tuổi Dần mới thực sự thấy tiền ùn ùn để đổ về túi mình. Và thứ bảy này sẽ có người tự mang tài lộc đến tận nơi cho người tuổi Dần. Nếu biết nắm bắt cơ hội thì bản mệnh sẽ thu được một nguồn lợi lớn lắm đó. Chẳng phải lúc nào cũng may mắn, không cầu tài mà tài tự tới như vậy đâu. Chủ nhật tài lộc mới thực sự vượng phát. Người tuổi Dần liều liệu may túi ba gang mà đựng luôn đấy, tiền bạc ào ào đổ về nhà bạn. Và con giáp này luôn bận rộn, chẳng hết việc làm vì tiền quá nhiều. Hai là người tuổi Mùi.
Trong số những con giáp phát tài ở cuối tuần này thì có cả người tuổi Mùi nữa. Tài lộc của con giáp này chủ yếu đến từ việc kinh doanh, buôn bán. Về bản mệnh thì có quý nhân trợ giúp nên tốn bao nhiêu thời gian và công sức đi đường vòng thì những chú dê đừng có lười biếng vào thứ bảy này nhé, bởi nó chính là thời điểm tốt nhất để bạn gặt hái tài lộc về túi mình. Và thứ bảy này thì thần tài nằm ở hướng chính đông, nếu có ý định cầu tài thì người tuổi Mùi đừng quên đi theo hướng này nhé, bạn sẽ được thần tài để mắt tới và phù hộ độ chỉ cho bạn đó. Sang tới sáng chủ nhật thì bản mệnh có thể nhung lụa làm những gì mình thích, nhất là những bạn làm kinh doanh buôn bán sẽ thấy hôm đó hàng hóa bán chạy khủng khiếp, khách hàng nườm nượp ra vào. Và ba, đó là người tuổi Hợi. Người tuổi Hợi là một trong những con giáp may mắn về đường tài lộc khi tiền bạc cứ thế ùn ùn kéo về nhà chỉ trong hai ngày thứ bảy và chủ nhật này thôi. Và những chú lợn có nguồn thu khéo bằng cả tuần mệt mài làm việc rồi đó. Và thứ bảy là một thời điểm mà con giáp này nên tập trung vào công việc chính của mình, bởi tiền bạc trong những ngày này có nhiều hay ít nó phụ thuộc vào việc đó. Đừng lúc làm việc này khi bạn lại làm việc khác sẽ mất thời gian và thiếu tập trung nên năng suất làm việc không cao đâu, chỉ tổ khiến cho mình thất bại mà thôi. Tới chủ nhật mới là thời điểm mà tài lộc bùng nổ với người tuổi Hợi. Con giáp này nếu theo nghiệp kinh doanh buôn bán thì thấy rất rõ thần tài đang đứng về phía bạn đó. Đừng tiếc like và comment khi xem video này.